Bây giờ chúng ta bước sang set thứ 5 của trận công đài thứ 2 kỳ 40. Tình hình là hiện giờ đại chủ Canh Tay đang tạm dẫn trước, tỷ số toàn cục là 3-1. Bây giờ là Nguyễn Cao Thế Vinh đang rất là khó khăn để mà phải vượt qua hai set để cân bằng tỷ số. Nếu anh Vinh đến set 7, may mắn cho Canh Tay 2-0. Ông mà Huy hay ha, tôi nhìn cái em không dám ngồi cái tiền luôn mà không để không có tiền đủ xăng đi xuống xa ông nội. Cũng ăn nhưng mà không biết ăn được gì. Yeah. Oh, yeah. Là yeah đó. Đúng đó. Ba đều. Hai bên đấu càng trái với nhau rất là ngang tài ngang sức. Ba đều. Che phù với che phù. Hỏi là kèm lại xíu. Ê, ý là chậm lại đúng không? Ma sát lên. Thì nhiều lắm đó rồi. Mà sở kèm theo này. Ô, trận này là trận ngôi đài đầu tiên hả anh Quạch? Trận thứ 2 rồi. Xong. Xong. Wow, very good. Rất hay. Hai một quả dao bóng hồng. Ủa kẻ ta đâu đánh đến nước hả ta? Cái gì? Kẻ ta đánh không biết đánh nước hả? Có chứ nó nhấp nhấp thôi. Ủa thằng này với Malai gì có đi chung không? Malai mà hay giận với các khác rồi. Không biết. Còn giải cho mẹ. Còn giải cho mẹ. Wow! Một pha đấu súng rất là hấp dẫn của hai bên. Quá là liên tục. Chúng ta phải dùng từ chính xác là hai bên đấu súng. Pha vừa rồi. Thấy rõ. Có bài hết á. Thành ơi. Wow, 79. Mà nó thường nhẹ. Xong rồi. Ai! Xong! 80. 80. Có xe 6, xe 7 nó mới vui. Xe 31, 31. Xe nó chảy gì phải luôn. Nhân văn sát gì phải luôn. Xe con cho lớn luôn. Đúng rồi. Ờ. Chẹo thôi, chẹo thôi. Very lucky. Sorry, lắc 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 lắc
lưới à? Lucky là may mắn. Cố lên. Chạy cuối cùng nè. Bóng giải nhau phải. Ngắn phải. Wow. Mười đều. Thôi lên lâu đài rồi, chỉnh cái văn rồi. Bỏ đi mày ơi. Lát gỡ lại gì đâu, lát gỡ lại. Còn trận sau mà lo gì. Wow. Cái bon. Một trận đấu rất là tuyệt vời.